mọi người nhớ mở trước cái mã QR của eTravel trong điện thoại lên, để khi mà chúng ta vừa xuống máy bay thì chúng ta sẽ đi qua một cái cửa để check cái mã này. Thì chúng ta đi vào sẽ nhìn phía bên tay phải sẽ thấy cửa hải quan, và thường những cái câu hỏi ở hải quan sẽ là bạn ở đây bao lâu và khi nào bạn có dự định quay trở về, thì mình sẽ show cái vé về ra. Tiếp đến đi vào trong thì sẽ thấy cái chỗ lấy hành lý, thì mọi người để ý cái mã chuyến bay của mình để lấy hành lý, đỡ bị mất thời gian tìm kiếm. Sau đó thì chúng ta sẽ qua một cái cổng check hành lý. Tiếp tục đi ra ngoài cổng thì chúng ta sẽ nhìn bên tay phải sẽ thấy một cái chiếc xe bus của sân bay. Thì chúng ta sẽ lên cái xe bus này để qua bên Terminal 2. Thì khi mọi người tới cái chiếc xe bus này, mọi người nhớ nói tên để người ta đánh dấu vào một cái tờ giấy. Thì khi xuống sân bay thì chúng ta sẽ đi vào một cái cổng, một cái cửa. Đây, đây là cái cửa. Thì rồi khi đi vào đây thì bạn nào có hành lý thì chúng ta sẽ làm cái thủ tục gửi hành lý giống như ở bên Việt Nam. Còn không có hành lý thì mọi người nhớ để ý cái cổng ở trên vé máy bay của mình và đi tới đúng cái cổng đó để chúng ta đợi được lên máy bay. Chúc mọi người có một chuyến bay an toàn và vui vẻ.